Bây giờ tụi mình sẽ đi qua quận nhất. Đầu tiên là tụi tôi đi Combini xin chào. Tiệm này có cái vibe rất là dễ thương luôn á mọi người. Ở đây có bán nhiều lắm nha, bán tóc nè, bán nến thơm nè, bán quần áo nữa. Tôi sẽ mua cái mũ này về cho con mèo nhà tôi. Hello. Bây giờ tụi tôi đang trên đường qua Takashimaya để đi mua kim nền. Tụi mình gửi xe gần đó rồi mới đi bộ qua Taka nha. Thì Diệp thích Cartier lắm nha mọi người. Vì là lễ nên là hôm nay cũng khá là đông á. Tôi sẽ ghé qua Chanel để mua kim nền và kim lót nha. Ta-da! Tụi tôi đi dạo một chút xíu thôi, tại vì thấy cũng hơi đông á mọi người. Sau đó thì tụi tôi ghé qua Coi Thế để mua trà sữa. Tụi tôi uống lục trà caramel nha mọi người. Lúc này là tụi tôi ké cái cây thông để chụp hình nè. Order xong thì tụi mình sẽ ngồi chờ để lấy trà sữa nha. Đã có trà sữa rồi, bây giờ tụi mình sẽ ghé Hasaki để mua một ít mỹ phẩm nữa nha. Hasaki thì bán rất đa dạng các loại mỹ phẩm nên mọi người có thể ghé ở đây để mua. Giả bộ làm KOL quá mọi người. Và buổi đi chơi ngày hôm nay của tụi mình thì cũng đã kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã đón xem. Chúc mọi người một mùa Giáng sinh vui vẻ. Bye bye.